Thì khi Trung Quốc bị những cú như thế này, Việt Nam rất mừng nhưng mà không thể ra mặt được. Anh thấy không? Việt Nam không thể ra mặt chuyện này. Nhưng mà nếu mà nói về mặt mà tư tưởng, về mặt ngoại giao, điều này rất có lợi cho các nước nhỏ, đặc biệt là như Việt Nam. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Với những gì mà bà phát biểu thì chúng ta thấy có ít nhiều liên quan đến các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam. Vì sao tôi nói vậy? Xin mời anh. Vâng, thưa anh, cái gì bà Nancy Pelosi ngày hôm nay phát biểu đó, nó đúng như những gì bà nói trong thời gian qua. Trong suốt có thể nói là hơn 30 năm qua, bà là một trong những người mà chống Trung Quốc dữ dội nhất. Qua những hình thức mà nãy tôi kể là Thiên Tân Môn, rồi bà là cái người mà đưa ra những cái dự luật mà nhân quyền, những cái luật mà lên án Trung Quốc, rồi ngay cả trong những cái luật mà thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thì bà trong cái vai trò dân biểu trong mấy chục năm qua, với cái vai trò chủ tịch Hạ viện, thì bà luôn luôn kèm theo những cái biện pháp trừng phạt trong đó. Nói chung là Trung Quốc rất khó chịu của bà này. Bà này có thể nói là bà chống Trung Quốc dữ dội nhất trong Quốc hội Mỹ, có thể nói cái điều như vậy. Thì ngày hôm nay khi bà đi đó, thì bà có cho đăng cái bài xã luận của bà viết ở trên tờ Washington Post mà nãy tôi nói đó. Thì trong đó bà có nhắc lại cái chuyến đi Trung Quốc của bà năm 1991, và bắt đầu từ câu chuyện đó. Và rồi bà kể những cái chuyện mà Đài Loan, trong cái chuyện mà gọi là Quốc hội Mỹ thông qua cái đạo luật quan hệ Đài Loan như thế nào, trong đó Mỹ phải bảo vệ Đài Loan như thế nào, và nhắc lại lịch sử đó. Và bà nói là trong thời gian qua thì chính sách một Trung Quốc mọi thứ tốt đẹp, cho đến khi gần đây, khi mà ông Tập Cận Bình ở cái nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu có những hành động hung hãn hơn đối với Đài Loan. Và bà nêu ra trong bài xã luận của bà, bà nói là chẳng hạn như là Mỹ, Trung Quốc thường xuyên tập trận, thường xuyên vi phạm cái vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, thường xuyên đe dọa Đài Loan, rồi cái tin tặc Trung Quốc thường xuyên đánh vào, phá hoại các cái hệ thống mà gọi là mạng xã hội của Đài Loan. Tôi mở ngoặc một xíu, ngày hôm nay thì cái trang web của bà Thái Anh Văn của Tổng thống Đài Loan cũng bị tin tặc vào trong ngày hôm nay, trước khi bà Nancy Pelosi xuống. Mình không biết ai là thủ phạm, nhưng mà nói về là mọi người đủ hiểu là ai rồi, đúng chưa? Thì trở lại vấn đề, thì trong bài viết của bà thể hiện những quan điểm, thì bà nói rằng là Mỹ không thể chấp nhận để cho Trung Quốc có những hành động gọi là ăn hiếp Đài Loan, để mà đe dọa Đài Loan. Đó. Thì khi mà ông Tập Cận Bình lên tiếng trong thời gian qua và có những cái hành động mà bà cho rằng đe dọa Đài Loan, thì bà không chấp nhận. Bà nói rằng là cái tình hữu nghị của Hoa Kỳ với Đài Loan đến ngày hôm nay quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bài đó nó nhận mà không chỉ với 23 triệu người trên hòn đảo này, mà cả với hàng triệu người bị Trung Quốc áp bức và đe dọa. Nó cái câu là không quan trọng, thấy không? Bà khẳng định trong bài bình luận của bà. Rồi cái chuyến thăm này của bà đến Đài Loan thực sự là, thưa anh, nó không, trên thực tế không thay đổi gì cả, thấy không? Nó chỉ mang tính biểu tượng. Nhưng cái biểu tượng nó rất quan trọng, là nó có một cái tác dụng nuôi dưỡng cái tinh thần phản kháng, chống lại cái nhà nước độc tài Trung Quốc, và một phần nào đó làm cho các nước yên tâm, xua đi cái nỗi sợ hãi các nước láng giềng lớn hơn, đặc biệt là những nước nhỏ mà vì lịch sử, vì số phận an bài nằm kế Trung Quốc. Thì trong đó chúng ta có thể kể những nước nào, ngoài Đài Loan ra có Việt Nam, Lào, Miến Điện, Nepal, Mông Cổ, vân vân, những nước mà giáp Trung Quốc đều có thể một ngày nào đó bị Trung Quốc xâm lăng, nếu Trung Quốc làm được điều đó với Đài Loan, thấy chưa? Và Trung Quốc đã làm điều này với Việt Nam năm 1979 rồi, và bây giờ Trung Quốc đang làm cái chuyện đó qua một hình thức khác với Campuchia và Lào, anh thấy không? Mà chúng ta nói nhiều lần trên chương trình này. Thành ra cái bài xã luận của bà Nancy Pelosi và cái chuyến đi này của bà ngày hôm nay, nó không chỉ cho Đài Loan không. À, tôi xin nhắc lại, như bà nói rằng tình hữu nghị của Hoa Kỳ với Đài Loan ngày hôm nay quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ với 23 triệu người trên hòn đảo này, mà cả với hàng triệu người bị Trung Quốc áp bức và đe dọa. Vâng. Thấy chưa? Cái hành động của Trung Quốc trong thời gian qua ở Biển Đông, đe dọa Việt Nam, đe dọa ngư dân Việt Nam. Hành động của Trung Quốc, bà kể luôn trong đây, là có những lúc là ngăn chặn Đài Loan, cấm vận Đài Loan, không cho hàng hóa Đài Loan vào. Nó có khác gì đâu
cái chuyện mà Trung Quốc bảo là Zero Covid Policy, hàng hóa nông sản Việt Nam không qua được Trung Quốc. Anh thấy chưa? Nó có cái gì đó giống nhau là vào trước tôi nói với anh, trong cái hàng Trung Quốc qua Việt Nam thì vẫn đi bình thường. Và cái điều này cũng đã được làm Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam nhắc với ông Vương Nghị trong cái chuyến mà đi họp hội nghị mà gọi là Mekong Lantern ở tại Miến Điện mới đây, và cũng được ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh của Việt Nam nhắc với lại ông Vương Nghị trong cái chuyến mà họp ở tại Nam Ninh vào ngày 12-13 tháng 7 vừa rồi. Anh thấy chưa? Thì anh để ý trong cái bài xã luận này của bà, quan trọng là chỗ đó. Đó. Mặc dù nó biểu tượng, nhưng nó cho các nước khác thấy là gì? Nếu Trung Quốc làm vậy, sẽ có thể có nước khác họ truy cả. Đó. Tất nhiên Đài Loan thì là một trường hợp khác đặc biệt hơn, được coi như đồng minh thân cận của Mỹ rồi. Nhưng mà điều này cũng cho các nước khác cái hy vọng là gì? Nếu anh là không, anh tôi là láng giềng của anh, không phải muốn làm gì làm. Và quan trọng hơn nữa, qua chuyến đi Đài Loan này, Mỹ và bà Nancy Pelosi muốn gửi một thông điệp cho Trung Quốc, đặc biệt là Tập Cận Bình, là các anh đừng có ý lớn mà đi ăn hiếp các cái nhỏ, đặc biệt các láng giềng của anh. Đó là cái câu rất quan trọng trong cái bài xã luận của bà ngày hôm nay dạy. Với những gì mà anh vừa trình bày cho khán giả cái bài xã luận này đó, thì theo như anh, chuyến đi này nó có ít nhiều là một về mặt biểu tượng đó, nó có lợi cho Hà Nội hay không thưa anh? Chắc chắn anh, chắc chắn Hà Nội rất mừng thầm trong chuyện này. Anh nên nhớ đó, kẻ thù chuyển kiếp của Việt Nam là Trung Quốc. Nhưng mà như tôi nói nhiều lần, Việt Nam vì yếu tố lịch sử, vì yếu tố số phận nằm kế Trung Quốc, Việt Nam không còn con đường nào khác, sống phải uyển chuyển, phải khôn khéo để giữ vững đất nước. Thì khi mà Trung Quốc làm những cái chuyện đó, anh thấy những chuyện Trung Quốc làm Đài Loan khác gì Trung Quốc làm Việt Nam đâu. Anh nên nhớ những chuyện tàu cá của Việt Nam bị đập này, thấy không? Bị đâm này, ngư phủ Việt Nam bị bắt này, bị cướp này, thấy chưa? Rồi chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam này, thấy không? Xâm lăng Việt Nam năm 1979 này, anh thấy chưa? Những chuyện nó xảy ra liên tục. Nói thẳng ra là Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam, bully Việt Nam, đe dọa Việt Nam. Thì khi Trung Quốc bị những cú như thế này, Việt Nam rất mừng nhưng mà không thể ra mặt được. Anh thấy không? Việt Nam không thể ra mặt chuyện này. Nhưng mà nếu mà nói về mặt mà tư tưởng, về mặt ngoại giao, điều này nó rất có lợi cho các nước nhỏ, đặc biệt là như Việt Nam. Mà Việt Nam mặc dù không phải là đồng minh của Mỹ, nhưng là một đối tác rất quan trọng với Mỹ. Đó. Anh không thể loại trừ một ngày nào đó, như ngày hôm qua tôi nói là có thể Trung Quốc lợi dụng cái chuyện này đánh nhau chiếm một số đảo Trường Sa, với một số khán giả của Đài Bóng Chuyển TV phản đối về chuyện này. Quý vị không hiểu vấn đề, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Trung Quốc bây giờ là họ đang muốn bành trướng, họ muốn bành trướng và tham vọng là nằm trong tay ông Tập Cận Bình chứ không phải là trong tay Trung Quốc. Không, ông Tập Cận Bình bây giờ không khác giống Putin của bên Nga. Ông kiểm soát hoàn toàn Trung Quốc, ông là một người đứng đầu một nhà nước độc đảng độc tài, anh thấy không? Trong khi các nước khác thì muốn hòa bình, Trung Quốc không chịu hòa bình. Trung Quốc dùng đủ mọi thứ nghĩa là vỗ về nước này nước kia và dùng cả những cái hăm dọa, những cái đe dọa. Tôi nói thẳng với anh, anh nhớ tháng 8 năm ngoái không? Cái hành động của ông đại sứ Hùng Ba ở Hà Nội đi vô gặp ông thủ tướng Phạm Minh Chính ngay trước khi bà phó tổng thống Kamala Harris đến Hà Nội. Vâng. Đó là một hành động không thể chấp nhận được. Vâng. Và ngồi ngang đó hàng với ông thủ tướng. Ăn hiếp vâng. Người ta, đe dọa người ta. Vâng. Chưa? Và ngồi ngang hàng với một ông thủ tướng. Đó. Vâng. Tôi nói với anh nghe, đó là những hành động hống hách của Trung Quốc. Mà người ta gọi là gì? Cái chính sách của Trung Quốc trong thời gian Covid vừa qua, họ dùng cái chính sách là World Warrior Policy, tức là họ hung hãn lên. Và đây là đến lúc mà Mỹ phải chặn Trung Quốc trở lại, để Trung Quốc ngồi suy nghĩ lại là sống trong thế giới văn minh, không phải muốn làm gì anh làm. Điều này tôi không dám bảo đảm là Trung Quốc không dám làm bậy với các nước khác, nhưng rõ ràng Trung Quốc bị bất mặt trong cái chuyện này và bị Hoa Kỳ dạy cho một bài học, mà cái bà người dạy là bà Nancy Pelosi dạy cho một bài học để Trung Quốc bớt kiêu căng, bớt kiêu ngạo đi. Anh thấy ông Vương Nghị vừa rồi ông đi mấy nước Đông Nam Á, ông nói giọng rất là trịnh thượng. Và anh thấy Nghi cả đến Hà Nội thăm cũng vậy, Việt Nam phải là tiếp ông Phú, Nguyễn Phú Trọng phải tiếp ông, trong khi các nước khác đến chưa chắc Nguyễn Phú Trọng tiếp. Anh thấy chưa? Là bởi vì cái chính sách của Trung Quốc là ỷ nước lớn đàn hiếp nước nhỏ. Thành ra thưa anh, cái điều này Việt Nam rất mừng, nhưng mà Việt Nam vì cái yếu tố chính trị, yếu tố địa chính trị, yếu tố truyền thống, yếu tố văn hóa, Việt Nam đương nhiên không lộ ra này, không ngu dại lộ ra, nhưng mà rõ ràng ít nhất nó kềm chế Trung Quốc trở lại.
Thì bây giờ Trung Quốc muốn bằng chữ Trung Quốc phải tìm con đường nó gọi là đàng hoàng hơn. Anh thấy không? Nhân đây tôi nói luôn cái chuyện mà biển, tranh chấp biển đảo. Trung Quốc là cái nước ký vào Hiệp ước Công ước Luật Biển 1982 mà chính Trung Quốc bây giờ đạp lên cái đó, đi tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn của mình là sao? Rồi phủ quyết luôn cả cái gọi là phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016. Anh thấy không? Như vậy là anh chơi không văn minh. Anh không văn minh ở chỗ đó. Mà anh lớn mà anh lại không văn minh thì bây giờ phải để cho Mỹ dạy cho anh một bài học là anh đừng có tưởng anh muốn làm gì làm. Anh thấy chưa? Đó, cho nên tôi nói với anh Hoài ấy, là bởi vì Việt Nam đó, luôn luôn bám vào cái UCLOS 1982. Ngay cả bây giờ đây nè, anh thấy không? Sắp tới đây nè, là có cái hội nghị các ngoại trưởng của ASEAN và Mỹ và một số quốc gia khác ở tại Phnom Penh, cái nước mà chủ tịch luân phiên, mà bây giờ cũng chưa biết bao giờ mới đạt được cái gọi là COC, tức quy tắc ứng xử biển Đông, mà trong khi Trung Quốc với ASEAN là ký đã hơn 10 năm nay rồi, anh thấy chưa? Họ cứ lần nữa chỉ tuyên bố ứng xử, không chịu ký quy tắc ứng xử. Việt Nam lần nào cũng yêu cầu phải ký quy tắc ứng xử, anh thấy chưa? Nhưng Trung Quốc đâu có làm, bởi vì nếu họ ký họ kẹt, họ cứ nhập nhằng như vậy để họ ăn hiếp các nước khác. Thì đó là cái chuyện mà ngày hôm nay bà Nancy Pelosi, không những chuyến đi của bà mà trong cái bài xã luận của bà, nó có những cái điểm rất quan trọng mà chúng ta chú ý, là bà nói cho cả Việt Nam luôn chứ không phải chỉ Đài Loan, mà không những Việt Nam mà các nước giáp Trung Quốc như Lào này, Biển Điện này, Nepal này, Mông Cổ này, đó, những nước này mà giáp với lại Trung Quốc, là một ngày nó có thể bị Trung Quốc xâm lăng như chuyện như thế. Và Trung Quốc đã làm cái điều đó cả ngàn năm với người Việt Nam rồi, anh thấy không? Cái chuyện đó là rõ ràng đó. Thành ra trả lời lại câu hỏi của anh là cái bài xã luận của bà ngày hôm nay cực kỳ quan trọng, và tôi thấy là những cái điểm đó và trình bày cùng với anh và khán giả Đài Bóng Đá TV là như vậy. Thưa anh, vâng, liên quan đến chuyến đi này của bà Pelosi thì Hà Nội cũng đã lên tiếng, cụ thể thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã nói gì thưa anh? Vâng, hôm nay thì cái phản ứng Việt Nam là chỉ cho có lệ thôi. Bà Lê Thị Thu Hằng hôm nay đưa ra một tuyên bố là vẫn ủng hộ chính sách một Trung Quốc và kêu gọi các bên kiềm chế ở eo biển Đài Loan. Đó, cái đó là hai điểm chính bên Hà Nội đưa ra. Thì thực sự ra nói là ủng hộ chính sách một Trung Quốc, cho thực ra Việt Nam cũng là có chính sách mâu thuẫn, cũng giống như Mỹ thôi, có thừa nhận một Trung Quốc, không thừa nhận Đài Loan. Nhưng mà Việt Nam là có văn phòng bên Đài Loan và làm ăn với Đài Loan, Đài Loan có đầu tư Việt Nam, dân Việt Nam có làm ăn. Nói chung á là trường hợp Đài Loan hầu như Trung Quốc làm lơ hết. Họ làm lơ hết, anh hiểu không? Họ biết là anh quan hệ ngoại giao với tôi, anh không quan hệ ngoại giao Đài Loan, anh chỉ mở văn phòng và liên lạc, nhưng mà thực ra văn phòng là văn phòng đại sứ, nhưng mà nó gọi cái tên khác thôi, anh hiểu không? Thực tế ai cũng biết là tất cả mọi người đã sống với nhau hòa bình như thế, nhưng mà đến một ngày đó, Trung Quốc đó, bởi vì bây giờ đó là họ lớn mạnh rồi, họ giàu có, họ nghĩ là đã đến lúc mà gọi là họ thay đổi hiện trạng của thế giới thì nó bị phản ứng, anh thấy chưa? Anh thay đổi vì như tôi nói hồi nãy đó. Thì xác lại với anh, Mỹ không bao giờ phản đối Trung Quốc thống nhất Đài Loan. Mỹ không bao giờ ủng hộ chứ không bao giờ phản đối. Thấy chưa? Nhưng Mỹ có thè kèm theo một câu là tôi không muốn thay đổi tình trạng hiện nay. Và Trung Quốc đã sống như vậy với Mỹ là bao nhiêu? Cũng là coi như là từ năm 79 giờ là cũng sắp xỉ hơn 40 năm rồi, ba mấy 40 năm rồi. Anh thấy chưa? Có sao đâu. Đó. Tại vì bây giờ Trung Quốc hung hãn hơn, giàu có hơn, mạnh hơn. Và cái áp lực của người dân Trung Quốc bây giờ đối với ông Tập Cận Bình, và họ muốn làm một chuyện gì đó thay đổi để mà cho người dân Trung Quốc họ sung sướng. Tôi đã kể với anh ngày hôm qua rồi, tôi coi cái phim mà To Live đó của chả đạo diễn Trương Nghệ Mưu đó, họ nói cái thời đó là dân Trung Quốc gặp nhau là hoan hô bắc mao, là chúng ta hẹn gặp nhau ở tại Đài Loan đó. Ngày hôm qua tôi kể với anh, vâng, thành ra thưa anh là cái chuyện mà cho đến giờ phút này Mỹ không muốn thay đổi tình trạng này là bởi vì sao? Họ nhìn cái trường hợp mà Nga với lại Ukraine, nó làm mất trật tự thế giới. Khi Nga đơn phương xâm lăng Ukraine, bất luận vì lý do gì, tôi xin nhắc lại nha, bất luận vì lý do gì, bởi vì Ukraine là một đất nước có chủ quyền và là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Khi mà anh như vậy lại sai, 100% lại sai, cho dù với lý do gì chẳng nữa không được biết. Thì bây giờ tôi hỏi anh, thế giới, đặc biệt là Mỹ, mà không kiềm chế Trung Quốc lại, nay mai Trung Quốc làm chuyện đối với Đài Loan, cho dù Trung Quốc bảo Đài Loan là một tỉnh của tôi, các anh là thừa nhận chính sách một Trung Hoa, có đúng không?
thì tôi làm này đâu có sai. Nhưng mà câu thòng của Mỹ á, anh không được thay đổi hiện trạng. Thì anh thử tưởng tượng nếu Mỹ không làm mạnh với Trung Quốc bây giờ, thì nay mai Trung Quốc sẽ nuốt chửng Đài Loan, cũng giống như là Nga làm với Ukraine. Thế giới bỏ tay. Và rồi sau Đài Loan sẽ là gì? Việt Nam, Lào, Miến Điện, Nepal, Mông Cổ. Lúc đó là Trung Quốc họ đi họ chiếm hết, giống như họ đã từng làm trước đây. Đó, anh nhớ là lịch sử chứng minh cái điều đó mà. Đó. Ngày xưa Trung Quốc là cũng đi chiếm được cái kia đủ thứ hết, đâu phải không đâu. Đó. Thành ra là họ phải ngăn chặn từ trong trường nước là chỗ đó là thưa anh. Vâng, nếu để hỏi anh đó là giờ đây những gì mà anh thấy qua cái cách trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, thì đường lối này có thể xem là trung lập hay không vào thời điểm này, hay là ít nhiều nghiêng qua Trung Quốc hay nghiêng qua Mỹ thôi? Tôi nghĩ là trung lập hoàn toàn. Cái lời phát ngôn của bà Lê Thị Thu Hằng nói rõ hai điểm chính là Việt Nam tiếp tục ủng hộ chính sách một Trung Quốc. Cái đó nói là để bày tỏ quan điểm của Việt Nam và Trung Quốc thôi. Cũng giống như Mỹ nói là tôn trọng một Trung Quốc, cho đến giờ phút này Mỹ vẫn nói chúng tôi đâu không tôn trọng một Trung Quốc đâu. Thấy không? Nhưng mà bà Nancy Pelosi ngày hôm nay trong bài xã luận bà nói là những chuyến đi của tôi không ngược với chính sách đó. Bởi vì chúng tôi có ký cái gì? Đạo luật quan hệ với Đài Loan. Tôi đi là tôi đi nhưng mà tôi không thừa nhận Đài Loan là một nước độc lập. Thấy chưa? Còn Việt Nam cũng vậy. Việt Nam có quan hệ ngoại giao Trung Quốc, không quan hệ ngoại giao Đài Loan. Nhưng mà trên thực tế là có cả hai, chỉ cái tên nó gọi khác thôi. Đúng không? Việt Nam không có đại sứ tại Đài Loan gì, nhưng mà có người hoạt động không khác với đại sứ. Nhưng cái tên đó không phải là tên đại sứ, thì cái đó là cái tào lao, các nước đều tào lao hết. Thì đương nhiên Việt Nam lên tiếng là ồ, chúng tôi vẫn giữ này. Cái thứ hai là cái Việt Nam nó yêu cầu các bên kiềm chế ở eo biển Đài Loan. Đấy là trung lập rồi, tức là quý đừng đánh nhau, quý đừng có gia tăng, quý đừng có leo thang, xung đột. Thì coi như đây là một cách để Việt Nam bày tỏ quan điểm thôi, chỉ có thế thôi chứ không có gì. Rõ ràng là trung lập, đúng không? Anh nhìn những cái đó là Việt Nam không đứng về phe nào cả, nhưng mà Việt Nam phải lên tiếng để bày tỏ quan điểm của mình, là bởi vì những cái này nó cũng có thể ảnh hưởng tới Việt Nam sau này. Thành ra Việt Nam lên tiếng, nhưng mà cái Việt Nam lên tiếng là lên tiếng lưng chừng, không có gì mới hết. Thì anh, vâng, câu hỏi cuối liên quan đến chủ đề ngày hôm nay và nhất là chuyến đi của bà Pelosi đó, thì những gì anh thấy giờ đây có thể gọi người phụ nữ U80 này của Hoa Kỳ, U90 này của Hoa Kỳ là khắc tinh của không những ông Trump mà giờ đây là Tập Cận Bình hay không thưa anh? Điều đó là điều chắc chắn anh, điều đó là điều chắc chắn, mà không những Tập Cận Bình mà bà là khắc tinh của Trung Quốc nữa, và bà được sự ủng hộ của rất nhiều người ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Ngày hôm nay tôi coi, tôi thấy trên mạng đó, người ta theo dõi bà từ lúc chuyến bay bà đi từ Kuala Lumpur, người ta theo dõi cả cái bộ đồ bà mặc, và đặc biệt là theo dõi cái đôi guốc cao gót của bà đi. Cái lúc mà bà bước xuống cầu thang và vịn hai tay, người ta cứ sợ bà té. Bà 82 tuổi rồi, bà không té, và bà đi xuống, bà đi rất nhanh nhẹn, mà người ta để ý một phụ nữ 82 tuổi mà vẫn còn đi guốc cao gót như thế đó, người ta để ý những cái đó, và bà có vẻ rất là vui vẻ đó. Thì nói thẳng là bà là khắc tinh đó, của ông Trump và của ông Tập Cận Bình, điều đó đúng. Và nó cho thấy rằng là nước Mỹ, thưa anh, luôn luôn là họ phải là ngọn cờ đầu. Và nước Mỹ đặc biệt là ông Biden trong những ngày này có thể nói là đang gặp khó khăn trong nội bộ, rồi bị Covid hai lần. Hồi nãy tôi đọc tin là ông lại bị ho nữa, lại bị ho nó chưa hết. Nó bởi ngày hôm qua ông đi ra, ông đứng ở ngoài, ông tuyên bố cái vụ mà hạ sát tay chùm Al-Qaeda bên Afghanistan, ông đây lại ho nữa đó. Thì anh thấy không, nước Mỹ lạ lắm. Khi mà người này kẹt mà có người khác lên đó. Bà Nancy Pelosi ngày hôm nay, cái vai trò của bà mặc dù chỉ là một nhà lập pháp thôi, nhưng người ta nhìn bà không khác gì một lãnh đạo của Hoa Kỳ trong thời điểm này. Những gì bà làm, những gì bà viết và những gì bà nói không khác một vị nguyên thủ quốc gia, thưa anh. Đó là cái đặc biệt của bà, mặc dù bà chỉ là một nhà lập pháp đại diện một địa hạt chỉ độ chừng chưa tới 1 triệu dân ở tại San Francisco, nhưng cái vai trò của bà đã được tận dụng. Và cái này đó, bà sẽ làm cho các đối thủ của bà ở trong nước rất là ngại ngùng. Anh có nhớ là năm 2016, sau này người ta viết sách, người ta mới nói là bà định là bà nghỉ hưu lúc đó rồi. Bà nghĩ là bà Nancy, bà nghĩ là bà Clinton sẽ thắng ông Trump. Nhưng cái đêm đó khi bà nghe ông Trump thắng, bà đổi ý, bà phải, tôi phải ở lại, tôi không về hưu. Anh thấy không? Lúc đó là bà gần 80 tuổi rồi. Và anh thấy là bà ở lại trong cái gọi là chính trường của Mỹ đó. Anh nên nhớ là bà không những là xé cái
bài diễn văn của ông Trump năm 2020, mà năm 2019 trong cuộc họp Tổng thống, chính bà đứng lên chỉ mặt ông Trump trong cái vụ mà ông Trump gọi là bỏ rút quân ra khỏi Syria, và lúc đó ông Trump sắp sửa bị là kết phế vì cái vụ mà ông Trump kêu ông Tổng thống Zelensky của Ukraine điều tra con trai Biden, là nhớ cái vụ đó. Và bây giờ nếu mà anh vô trong cái gọi là Facebook của bà đó, Facebook của bà, cái hình gọi là Ivata đó, yeah, là bà để cái hình đó trong đó, hình đại diện đó, vâng, cái hình đại diện đó là bà để trong đó, là cái hình bà đang đứng chỉ mặt ông Trump, bà là bà ly cái chỗ đó đó chứ không đâu. Đó, bà có hai cái chuyện, là một chuyện là năm 2019 bà chỉ mặt ông Trump luôn, mà trước nội các bà còn vỏ đầy bà chỉ mặt ông Trump, bà cứ rồi năm 2020 bà xé bài diễn văn của ông Trump ngay trước mặt bản dân thiên hạ luôn, bà này bà không có vỡ. Nhưng mà đó là cái đặc điểm của bà Nancy Pelosi. Bà là người làm nên lịch sử. Bà là người phụ nữ đầu tiên của nước Mỹ làm chủ tịch Hạ viện. Và bà là cái người mà dám đương đầu với tất cả những cái gì mà gọi là cứng đầu cứng cổ nhất. Đó. Thì qua cái chuyến đi này là thấy bà là, nói thật rằng bây giờ nếu mà thăm dò dư luận là người ta ủng hộ bà cao lắm. Đấy. Một khán giả đặt câu hỏi liên quan chương trình, nên tôi sẵn đây tôi đề cập luôn với anh. Đó là người này hỏi rằng là liệu chuyến đi này có làm cho bộ mặt của Trung Quốc trên trường quốc tế bị uy tín và sức mạnh bị thuyên giảm hay không? À, thưa anh, là có một phần nào đó thôi, nhưng mà nó không đáng kể. Nó không đáng kể, và như tôi nói hồi nãy đó, là ông Tập Cận Bình cũng rất là hay, chứ không phải là vừa, không phải là thường. Ông cho thấy được sự kềm chế của Trung Quốc, và Trung Quốc có lẽ một phần nào đó là thấy, và Trung Quốc cũng thấy là trong thời gian qua Trung Quốc đi hơi quá đà. Và khi mình đi quá đà đó, mình biết ngừng lại. Cái đó mới là điều đáng quý, và cái đó mới là điều nguy hiểm. Đó. Chỉ nếu mà Trung Quốc cương á, thì người ta không sợ. Người ta đoán được ngay. Vì Trung Quốc hôm nay không cương, chỉ cương như vậy thôi. Và biết lùi lại để sửa đổi lại, phối hợp lại đội hình của mình và chuẩn bị cuộc tấn công khác. Cái đó là cái làm cho thế giới lo sợ. Hiện bây giờ người ta chưa biết Trung Quốc sẽ làm gì trong tương lai. Người ta biết là Trung Quốc sẽ trong những ngày tới sẽ trừng phạt một số giới chức của Mỹ, một số giới chức Đài Loan, cấm vận Đài Loan, v.v. Cái đó người ta dự đoán hết rồi. Nhưng người ta không dự đoán được là ông Tập Cận Bình sẽ làm cái gì. Đó cũng là cái điều ảnh xấu, anh thấy không? Thành ra trả lời được câu hỏi đó, thì thưa quý vị, cái uy tín của Trung Quốc trong thời gian qua nó cũng đã gọi là như vậy. Và chuyến đi ngày hôm nay nó chỉ mang tính biểu tượng, có làm mất mặt Trung Quốc nhưng mà không đáng kể. Tại người Trung Quốc họ cũng khôn lắm, họ cũng biết nhẫn nại, họ chịu đựng cái đó. Nghe không? Cái quan trọng nhất là bây giờ như vậy nè, sau vụ này thì không biết Mỹ sẽ làm những gì nữa để mà ép Trung Quốc không ủng hộ Nga nữa. Tôi vẫn nói đi nói lại hoài trên chương trình với anh, cái yếu tố Ukraine để ý từ ngày 24 tháng 2 tới giờ nó thay đổi bàn cờ thế giới và nó ảnh hưởng gầu như tất cả mọi nước trên thế giới. Chừng nào Trung Quốc mà chưa lên án Nga, chừng nào Trung Quốc còn ủng hộ Nga, thì tình hình của Trung Quốc sẽ còn bị những vụ khác nữa. Và như tôi nói hồi nãy đó, là bên Anh họ dự trù là có các phái đoàn đi thăm Đài Loan luôn. Và sẽ có những nước khác họ cũng sẽ làm như vậy luôn, để gây khó khăn cho Trung Quốc. Mà Trung Quốc không dám làm gì cái chuyện Đài Loan cả. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.